Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Bồng TV. Hôm nay mình sẽ chơi thử tựa game Free Fire trên chiếc Realme 2 nha các bạn. Em này RAM 3, bộ nhớ trong 32 và chip Snapdragon 450. Để xem coi, mình sẽ thử chơi đồ họa ở mức cao luôn nha. Đây là cảnh báo thiết bị có thể nóng hơn và giật lag hơn nè. Kệ, cứ thử thôi các bạn ạ. Cao hết đi, FPS cao luôn. Rồi, ok. Rất là đẹp nha các bạn. Hiện tại thì cũng rất mượt luôn, chưa có hiện tượng giật lag gì hết. Để mình chơi xem một lúc nữa nó có vấn đề gì không. Ui có người. Ê. Ui. Từ từ. Bắn gì ghê vậy? Bắn ghê. Bắn từ từ thôi chứ. Ê. Triple kill. Mình thấy cái cảm ứng của con này khá ngon các bạn ơi. Nói chung mức giá máy cũ dưới 1 triệu thì cảm ứng con này rất ngon các bạn. Tại mình có test một vài dòng mà dưới 1 triệu á, thì đôi khi cái cảm ứng nó không có ngon đâu. Nó không có ngon là không mượt và nó thiếu chính xác đó các bạn. Ok. Ê. Láo. Ơ. Gì ghê rồi trời. Rồi, ok. Nói chung là yếu các bạn ơi. Rồi, với tựa game Free Fire thì chiếc Realme 2 này mình thấy chơi được cho các bạn. Cũng rất là mượt luôn. Ok, nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe nha. Còn bây giờ hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau. Bye bye, see you again.